sợ rụt gần. Ra này. Đây là địa điểm thác bạc. Đây thác bạc này có xuống xuống này. Vâng. Thác bạc như thế này. Đây là lối đi xuống thác bạc. Thế này một khi nó bán hàng nhiều lắm, mình không biết này có bán không. Từ dưới có thác, còn lên đằng trên này là có đèo quán gió. Đường xuống thác bạc thì nó cũng hơi xa xa. Lối xuống hút hút ra ở dãy đường thì bán rất là nhiều đồ. Đấy, cái lối xuống thang nó rất là khó đi luôn. Nó đủ được điều tiêu chuẩn anh em đi. Phía này có mấy cái nhà. Có cái tiệm ngồi rất là thú vị. Sâu thẳm xuống dưới luôn. Đây người ta xây cái hành lang này chắc chắn luôn. Đây bằng đá. Để người khác sẽ chạy vào đấy. À thác đấy. Đây nó rất chạy. Vẫn còn. À đây là thác bạc đây mọi người ạ. Bạc chảy từ trên trên xuống, nói chung trên đầu nguồn là cái gì thì mình không thể biết, nhưng mà cái thác này chảy với những khe đá rất là đẹp. Và còn lối đây là lối xuống dưới tiếp chân thác, đi tiếp cho mọi người xem. Vâng ạ. Run cả chân rồi. Đây là chân thác đây. Chưa đi thì chưa biết thác bạc, đi rồi thì nó là thác đấy. Dưới này nó có mùi một cái vị hôi hôi mọi người ạ. Kia có rào chắn. Đây là những hòn đá. Mình sẽ đi ra phía ngoài này xem là có cái gì các bạn ơi. Đây là một ở dưới này thác rất là sâu mọi người ạ. Ở phía dưới này là có những cái khe đá cũng chít ở dưới này sâu vun vút chít ở dưới này. Chắc là không có lối xuống. Để thác bạc thì không thể ra được. Đây là toàn bộ thác bạc đây mọi người. Như từ trên đỉnh xuống đây là run chân.
các bạn xem xuống thì rất thất bại. Giờ mình sẽ đi lên phía trên. Đây là những vách đá. Chỗ này mọi người có thể nhìn thấy dưới kia là Vĩnh Phúc. Một con nhà chất vót trên đấy là quán gió.